À đây, bên này có cái cục, có cái mã này. Cái mã này bao nhiêu nữa? 45 triệu. 45. Đấy. 45 đồng. Trèo lên nữa, nhìn sơ sơ thế. Ui, hoa nhài thơm quá, ngài kép. Một bông này bằng mấy bông kia, à, nở lâu lắm. Đấy, các bác nhìn phân biệt nhài kép, cái lũ của nó này. Như này, lá, cái thân của nó rất là dày. Hoa nó to, dày như này. Khủng khiếp. Hoa chơi cả bao nhiêu ngày lá? Đấy, cả dưới gốc. Cả gốc. Cái này là bao tiền thì quên bố rồi. 5 triệu. Nhài kép 5 triệu. Đấy, chơi quý tộc đấy. Này sao? Đây. Cái này 7 triệu. 7 triệu. Còn con bên này? Con đấy 6 triệu. 6 triệu, em phải ăn con này. To thì gấu kia cơ mà. Liền đấy nhé, phải dòng liền. À liền thì gắn kia nhìn. Đấy. Đi. Cái này trên chậu lâu rồi. Cái này thì mới lên chậu thôi. Ờ đúng, cái này mới lên chậu. Thế còn ông này? 5 triệu. 5 triệu. Đấy. Phải dự đấy, Nguyễn đấy. Nguyễn đấy, nuôi là con đèn. Form nó đẹp. Quên đọc lại số đi mà. Anh em còn thích nó đẹp. 097 515 6620 6620. Đấy. Được đấy. Mẹ mình chỉ ước có tiền bắt hết loại này để nuôi. À, đợi là nuôi thì không sợ, không bao giờ sợ. Mua là có tiền, có tội là không mua còn hơn nhiều không đi chợ. Loại này không nuôi nhiều thế nhưng mà mình phải bỏ ra nuôi lít ăn gom cái loại này và đừng có tính là bán hộ hơn như 1-2 năm đấy. Không gì bằng. Chào hai đại ca. Quả già. Đây có hoa vườn nào? Giá hoa tháng 3 quả chơi đến tháng 11. Quả kia chú chơi đến tháng 11 có chín vàng đỏ. Bóng trên cây. Cái tùng á. Cái tùng này giống cây hôm trước ấy nhỉ? Cây này cái gì? Bao tiền anh? Trèo lên cái nó dễ. Ôi xe. Đáng quá. 15 đồng. Mình có tiền cũng mất. À. Ok. 65 triệu. Đấy, bị tít. Đấy. Chưa bao giờ xuất hiện. Kinh học cùng đẳng cấp là mãi mãi. Cây tùng vẫn là hiện đại nhất. Xanh xi thì vẫn mê nhưng mà tùng nó phổ cập với quốc tế hơn. Tốt quá. Trong kia không một cây đẳng cấp. Đấy, đây là 2 triệu rưỡi.
Cẩm Thị thì bao nhiêu anh? Cẩm Thị 12 triệu. 12. Bán bao tiền cây ba? Con này 9 triệu. 9 triệu. 5. Bên kia là cũng thế hay là khác? Bên kia là của bác Chí Hạ, bác Hạ. Bên kia của anh khác. Đúng nhẽo rồi. Dục gì? Lá móng. Lá móng răm đẹp hơn răm 5 đèn luôn. Đấy. Nó mất xương. Mất sáng răm. Đúng rồi. Răm của nó mập, nó mập, nó rụt răm. Làm mini rất thích hợp. Răm khỏe, răm mập. Nó không xương xương như vậy. Không bao giờ tụt, không bao giờ cháy. Đúng rồi. Nó khỏe. Tít. Mặt nào cũng được. Đấy cũng được, mặt này cũng được. Chơi về nhẹ. Cái quạt này bao nhiêu nhỉ, quên mất rồi. 18. Anh à. Chả thấy cái gì để bắt. Qua anh đâm được vẻ đẹp quá. Ở đâu anh? U biếu à. Của anh em chơi. U đâm gì vậy? Gắn được khoảng 2 mấy phút. Đây. Già thế quê. Và nhốt đúng không? Ừ. Cục như cục quả trứng. Sợ thật. Đấy, bắt được tới tầm này. Bắt được những loại ấy xưa. Tí nữa vào làm trên nước ấy. Nắng quá. Đang kia ngồi làm trên nước. Vâng, nắng quá. Nước đây. Bán cả hôm qua. Hả? Sửa luôn cả bên này. Lấy cả đuôi lên. Anh lật đây không ai mà. Vâng. Cũng nọ quay cây xi bây giờ nó cũng mang ra. À thế à? Nó bán chưa bác? Dũng đi. À Dũng á? Chưa bán. À chưa. Nay có đi chợ đâu? Đang không chợ. Đang chợ. Đang nói 35 triệu. Đang giả 20 triệu không bán. 20 triệu là chưa đúng giá nhập. Nhập 25. Không nhập gì à? Nhập tên gì Đông Anh hay đúng không? À Văn Giang. Văn Giang mà. Đây này, nhà gần đây này, vào chơi. Em lại không biết đường vào đường. Cứ đến kia đường Bảo Sơn. Không biết cả kia đường Bảo Sơn. Điện đâu kia không? À, đường
bán hàng không nhận ra được. Ôi giời, vừa mới mượn cái mũ chắc mất cái này. Để xe mát mà uống nước ấy. Sắp xong rồi anh. Cả cái từ chỗ nãy giờ cứ alo ông này nhé. Quả. Rõ chưa? Đấy. Ok các bác. Giải tán luôn. Thôi, ngất không chịu nổi. Rồi các bác về chợ tiếp theo nhé.